cho bạn nghe câu chuyện về một vùng đất rất là duyên, nơi có con sông Thu Bồn quanh năm vẫn chảy xiết. Về biển nơi đã có nắng ấm và vùng biển xanh, nơi đây là Quảng Nam yêu thương ngập tràn, đưa nhau đi khắp nơi cảm nhận những điều tuyệt vời nhất cùng không khí trong lành. Hey yeah, hey yeah, có nắng có gió rất trong lành, đưa nhau đi khắp thế gian, đưa nhau đi khắp Quảng Nam cùng S Việt Nam, mình bên nhau xoay cánh bay xa. Một làng quê yên bình được ví như Nam Bộ thu nhỏ giữa lòng phố hội, nơi hạnh phúc được đến từ chính cuộc sống chan hòa với thiên nhiên của những người dân nơi đây. Những hàng dừa xanh rộng 100 hecta phủ khắp một miền sông nước bao la là hình ảnh độc đáo tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. Những người dân nơi đây luôn tự hào về nghề làm nhà dừa truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm của họ. Và càng tự hào hơn bởi ngày nay, nghề làm nhà dừa đã trở thành một nghệ thuật. Bây giờ thì Kỳ sẽ dẫn Ly tới gặp một người là chủ nhân của chiếc chiến mã từ sáng giờ của chúng ta. Là một người con của đất dừa Cẩm Thanh, bằng đôi tay khéo léo và tài hoa, anh Võ Tấn Tân đã miệt mài chế tạo ra những sản phẩm độc đáo, thân thiện với môi trường. Nơi với một ngôi nhà mà kết hợp tre với dừa kiên cố như thế này thì anh lấy ý tưởng từ đâu ạ? Với cái vật liệu từ sẵn có ở địa phương thì những cái ngôi nhà mà làm từ tre và dừa nó đã có hàng trăm năm về trước ở làng này. Và bây giờ thì mình muốn xây dựng những ngôi nhà như thế này thì để nó phục vụ cho cái đời sống hiện tại. Và tất nhiên tới Cẩm Thanh thì không thể nào quên ghé qua khu rừng dừa Bảy Mẫu rồi. Thời tiết Quảng Nam khắc nghiệt là thế, mà chỉ cần hòa mình vào khu rừng dừa này là bạn có thể cảm nhận được không khí trong lành và mát mẻ. Chú Trần Rô, người ngư dân gắn bó cả cuộc đời mình với khu rừng dừa Bảy Mẫu, sẽ là người hướng dẫn viên đặc biệt cho chuyến ghé thăm lần này của chúng tôi. Ngoài sử dụng lá dừa để làm nhà dừa thì người dân còn sử dụng khu rừng dừa Bảy Mẫu này để làm gì nữa chú ạ? Cái này nó là tạo lợi ích cho người dân, là có một cái nguồn là thu hoạch, là khi con tôm con cá nó vào ẩn nấp để cho người dân đánh bắt thu hoạch về cái đời sống kinh tế. Và cái anh chị cách mạng của chúng ta đó là sau khi tăng theo cuộc kháng chiến cũng nhà vô trong cái rừng dừa Bảy Mẫu này bị ẩn nấp. Hôm nay các cháu về thăm rừng dừa Bảy Mẫu thì chú cũng có những gì làm kỷ niệm cho cháu. Trước mắt là chú tặng cho con một cái mũ dừa để làm quà. Wow. Xin hồng. Đây là đồ kính. Là đúng giờ chúng ta sẽ được xem một tiết mục rất đặc biệt là lắc thuyền thúng trên dòng sông của rừng dừa Bảy Mẫu. Đi bên kia kìa. đâu mà các anh lại có được cái điệu nhảy độc đáo như thế này ạ? Là mình có đi theo ông già mình á, đi ra ngoài biển đánh bắt cá, mà sóng to gió lớn quá là nó lắc cái thúng mình đều, nhưng mà do vậy mà nó quen cái chân nên mình dần dần đó mình về mình tập luyện riết là nó thành chiếc truyền thống này á, mình đem lại cho du khách cái niềm vui khi mình siết là mình cũng tự hào vì cái nghề của mình. Kỳ ơi, Ly thấy thú vị quá, không biết thì Kỳ có dám thử không? Kỳ á? Thật không dễ để trở thành một nghệ sĩ lắc thuyền thúng đâu ạ. Nhưng mà nếu các bạn thích cảm giác mạnh cũng như là thích sông nước thì các bạn hãy thử tới đây để trải nghiệm những cái cảm giác rất là thú vị giống như Kỳ vừa rồi.
lửa thử vàng, gian nan thử người. Bên cạnh những sự ưu đãi về thiên nhiên độc đáo, thì món quà quý giá nhất mà người dân xã Cẩm Thanh được ban tặng chính là môi trường để họ có thể bộc lộ tài năng và sự sáng tạo của mình. Một nơi không khí trong lành, tràn ngập cây trái, một nơi có những người dân thân thiện, mến khách. Đó chính là cách mà Cẩm Thanh đã níu chân du khách.